Mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự được cập nhật trong bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã dự buổi gặp mặt chủ đầu tư 10 khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Hưng Yên hiện có 17 khu công nghiệp, trong đó có 10 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động và tiếp nhận dự án đầu tư gồm các khu công nghiệp Phố Nối A, Dệt May Phố Nối, Thăng Long 2, Minh Đức, Yên Mỹ 2, Minh Quang, khu công nghiệp Sạch, khu công nghiệp số 3 và khu công nghiệp số 5. Trong năm 2023, các khu công nghiệp đã giải phóng mặt bằng được 400 ha, đầu tư xây dựng hạ tầng thêm được khoảng 320 ha. Tổng diện tích đất đã có hạ tầng có thể cho thuê hiện nay là 538 ha. Tại hội nghị gặp mặt, đại diện các chủ đầu tư khu công nghiệp đã thảo luận về kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng, xúc tiến đầu tư, phối hợp với Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên và các ngành chức năng để đón các nhà đầu tư thứ cấp vào địa bàn. Một số thuận lợi khó khăn và vướng mắc cần được sự vào cuộc của tỉnh và các ngành chức năng để tháo gỡ cho các nhà đầu tư khu công nghiệp hoạt động. Thành phố Hưng Yên đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hai dự án trọng điểm dòng trước Tết Nguyên đán, đó là dự án cải tạo xây dựng trung tâm thể thao thành phố Hưng Yên và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Hưng Yên. Đây là hai dự án nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022-2024 của thành phố Hưng Yên với tổng vốn đầu tư trên 30 tỷ đồng. Trong đó, dự án cải tạo xây dựng trung tâm thể thao thành phố Hưng Yên được khởi công từ tháng 4 năm 2022. Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Hưng Yên được khởi công từ tháng 5 năm 2023. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành trên 99% khối lượng. Hiện thành phố đang chỉ đạo đơn vị nhà thầu tập trung nguồn lực thi công, hoàn thiện các hạng mục còn lại để công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Hơn 100 trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tuyển gọi thanh niên nhập ngũ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đây là việc làm cần thiết nhằm đảm bảo nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo sự công bằng, đồng thời tăng cường tính răn đe đối với những trường hợp cố tình vi phạm trong lĩnh vực này. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Hưng Yên thiết lập 519 hồ sơ vi phạm về hành chính trong công tác tuyển gọi thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó đã xử phạt 110 trường hợp với số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Nhiều nhất là huyện Khoai Châu với 81 trường hợp, huyện Ân Thi 42 trường hợp, huyện Văn Giang 29 trường hợp. Các hành vi bị xử phạt chủ yếu là không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu hoặc khi di chuyển hộ khẩu vào nơi cư trú, không nhận lệnh gọi khám tuyển, cố tình không đi khám tuyển. Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, nếu phát hiện đủ cơ sở sẽ xử lý vi phạm, đồng thời yêu cầu các trường hợp vi phạm khắc phục hậu quả, quyết tâm đảm bảo tính công bằng trong thực hiện nghĩa vụ quân sự của công dân. Từ đầu tháng 1 năm 2024, huyện đoàn Văn Giang đã tặng 200 cây quất và 100 lu quất xuân cho nhân dân, cán bộ chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa với tổng trị giá trên 200 triệu đồng. Đây là năm thứ 7 huyện đoàn Văn Giang có những hoạt động ý nghĩa mang Tết sớm ra hải đảo. Thực hiện chương trình xuân biên giới Tết hải đảo mới đây, huyện đoàn Văn Giang cũng tổ chức chuyến đi thiện nguyện tới bản Suối Háo, xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La với nhiều phần quà như chăn áo, tất ấm, đồ ăn cho khoảng 92 trẻ em nghèo tại đây với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn viên thanh niên huyện Văn Giang còn hỗ trợ xây dựng công trình nhà vệ sinh cho điểm trường mầm non bản Suối Háo với trị giá khoảng 50 triệu đồng. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công điện về việc tổ chức lấy nước đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2023-2024, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ. Thời gian lấy nước đợt 1 trong 8 ngày từ 0 giờ ngày 23 tháng 1 đến 24 giờ ngày 30 tháng 1 năm 2024. Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ vận hành tối đa các nhà máy thủy điện để duy trì mực nước tại trạm Thủy văn Hà Nội đạt trung bình khoảng 1,7 đến 1,9 mét. Các địa phương đơn vị theo dõi chặt chẽ các thông tin liên quan đến nguồn nước. Ngay khi nguồn nước cho phép, tổ chức vận hành tối đa công trình thủy lợi, lấy nước, tăng cường tích trữ nước tối đa trong hệ thống kênh trục ao đầm, các vùng trũng và đưa nước lên ruộng để phục vụ làm đất và gieo cấy. Lưu ý, một số công trình thủy lợi ở vùng thượng nguồn sẽ đủ điều kiện lấy nước trước thời điểm 0 giờ ngày 23 tháng 1, hướng dẫn người dân thực hiện sớm việc làm đất để giữ nước trên ruộng. Liên quan đến phản ánh của người dân trên địa bàn các xã thuộc huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên về việc dự án cấp bò sinh sản không đảm bảo chất lượng, huyện này đã cử đơn vị chuyên môn rà soát hồ sơ cấp bò giống cho hộ nghèo. Có xã còn chủ động thu hồi bò đã cấp vì chưa đảm bảo hồ sơ chất lượng. Toàn huyện Điện Biên có 18/21 xã đã triển khai thực hiện dự án cấp bò giống sinh sản theo chương trình mục tiêu quốc gia.
Tổng số bò được cấp phát cho các hộ dân là trên 2.100 con. Tuy nhiên, nhiều người dân cho biết dự án cấp bò sinh sản lại là bò già, gầy yếu và không đảm bảo chất lượng. Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên chỉ đạo các đơn vị chức năng đến từng hộ tham gia dự án để kiểm tra đánh giá tiêu chuẩn, chất lượng con giống đảm bảo đủ trọng lượng, độ tuổi, con giống khỏe, không có dịch bệnh nguy hiểm. Đồng thời, yêu cầu đơn vị cung ứng cấp đổi lại với những con bò giống đã cấp nhưng không đảm bảo về hồ sơ con giống, tiêu chuẩn chất lượng theo quy định và thực hiện đúng đầy đủ nội dung đã cam kết về bảo hành con giống. Hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, khủng bố, tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, che giấu tội phạm. Vụ án xảy ra tại huyện Cư Cu In, tỉnh Đắk Lắk vào rạng sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023, khiến 9 người là cán bộ xã và công an xã và người dân tử vong, 2 chiến sĩ công an khác bị thương. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 10 ngày. Phiên tòa có 100 bị cáo được đưa ra xét xử. Các bị cáo có địa chỉ cư trú tại 13 huyện thị xã thành phố của 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông và An Giang. 94 trên 100 bị cáo đã có mặt tại phiên tòa. 6 bị cáo vắng mặt đang bị truy nã đặc biệt. Để đảm bảo quyền lợi của các bị cáo, cùng với bố trí các luật sư bào chữa, hội đồng xét xử còn bố trí 3 người thuộc các dân tộc Ede, Mơ Đông, Gia Lai để trợ giúp các bị cáo về mặt ngôn ngữ trong quá trình nghe xét hỏi hoặc trả lời. Do số lượng bị cáo đông, trong phiên xét xử sáng nay, chủ tọa phiên tòa đã cho phép phần lớn bị cáo đứng tại chỗ dùng micro để trả lời các câu hỏi. Tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 15 tháng 1, hàng chục nghìn nông dân trên khắp nước Đức đã đổ về thủ đô Berlin để chuẩn bị cho cuộc biểu tình lớn nhằm phản đối kế hoạch cắt giảm trợ cấp đối với ngành nông nghiệp. Theo đó, khoảng 10.000 người cùng với 3.000 máy kéo và 2.000 xe tải dự kiến sẽ tập trung tại các đường phố xung quanh cổng Brandenburg ở thủ đô Berlin trong ngày cuối cùng của làn sóng biểu tình kéo dài khoảng một tuần qua. Cuộc biểu tình này nhằm phản đối việc chính phủ Đức cắt giảm một số trợ cấp dầu diesel cho nông dân và tài xế xe tải do thiếu hụt ngân sách. Sau khi Tòa án Hiến pháp Đức tuyên bố, chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz không thể phân bổ lại hàng chục tỷ đô la Mỹ quỹ cứu trợ COVID-19 cho các mục đích khác. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành mảng máy bay thương mại của Boeing, ông Stan Deal thông báo, Boeing sẽ tăng cường kiểm tra chất lượng đối với dòng máy bay 737 Max sau sự cố máy bay bung cửa sổ hồi đầu tháng này. Ông Stan Deal cho biết, Boeing cũng sẽ cử một đội đến Spirit AeroSystems, công ty chuyên sản xuất và lắp đặt cửa máy bay liên quan tới sự cố, để kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm của Spirit trước khi các thân máy bay được vận chuyển tới cơ sở chế tạo của Boeing tại Washington. Ngoài ra, các đội của Boeing cũng sẽ tiến hành kiểm tra tại 50 điểm khác trong dây chuyền sản xuất của Spirit. Trong khi đó, cả Boeing và Spirit cho biết sẽ cho phép các hãng hàng không tiếp cận 737 cơ sở chế tạo để tiến hành các cuộc thanh tra riêng. Cũng theo ông Deal, Boeing cũng sẽ tổ chức các cuộc họp nhân viên về quản lý chất lượng và thuê một bên ngoài tiến hành cuộc đánh giá độc lập về quy trình chế tạo. Quyết định trên được đưa ra sau khi cơ quan quản lý hàng không Liên bang Mỹ FAA ngày 12 tháng 1 thông báo gia hạn lệnh đình chỉ bay vô thời hạn với 171 máy bay thuộc dòng Boeing 737 MAX 9 để chờ kiểm tra an toàn. FAA cho biết chỉ sau khi 40 máy bay được kiểm tra, lễ hội ánh sáng Nasata vừa được khai mạc tại tỉnh Ratchaburi của Thái Lan. Sự kết hợp giữa ánh sáng và công nghệ đã biến công viên Nasata trở thành khu vườn nơi xứ sở thần tiên. Với hơn 20 điểm tham quan chính, được trang trí bởi hàng triệu ánh đèn LED, các nhà thiết kế ánh sáng, nhà thiết kế đồ họa, kiến trúc sư, kỹ sư và lập trình viên đã biến lễ hội ánh sáng Nasata năm nay trở thành màn trình diễn ngoạn mục với quy mô hành tráng. Thông qua nhiều công nghệ hiện đại khác nhau, Nasata dường như biến thành xứ sở thần tiên với những mô hình vườn hoa, rừng cây, đường hầm và các khối kiến trúc trừu tượng được dựng lên bởi vô vàn các ánh đèn rực rỡ đầy màu sắc. Lễ hội được tạo ra với mục đích thông qua các chương trình nghệ thuật hiện đại đẹp mắt, thu hút du khách đến tham quan, vui chơi và chụp ảnh, đồng thời tìm hiểu và nhận ra giá trị của nét đẹp văn hóa Thái Lan xưa để kể về những câu chuyện có giá trị cho các thế hệ tương lai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.